Xin chào các bác, chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Trường Học Huyền Tích. Trong video ngày hôm nay thì em có hai món sản phẩm đồng hồ mới cập bến cho các bác. Đây còn nguyên tem này, đây còn nguyên tem mã ở bên Nhật này. Đó rồi, đây đều là hai cái chiếc đồng hồ Citizen. Nó sẽ cùng là một kiểu dáng thiết kế đấy. Đó, nhưng mà nó sẽ có hai cái sự lựa chọn để anh em cân đối. Ở đây chúng ta sẽ có là một chiếc Citizen NB màu đen mạ vàng hồng này, là một phiên bản màu trắng các bác nhá. Đó, màu trắng, đây vỏ trắng, em xin lỗi là vỏ trắng nhá, mặt đều màu đen, vỏ trắng. Và phiên bản này nó sẽ là mặt đều màu đen mạ vàng hồng. Đây là hai cái sự lựa chọn để anh em có thể tiếp cận đấy về cái thương hiệu Citizen ngày hôm nay. Rồi chúng ta sẽ đi đến với từng cái chiếc đồng hồ một nha các bác nhé. Chiếc đầu tiên ở đây chính là một phiên bản NB với cái mã hiệu này, thì ngày trước em cũng đã về cho bác một lần rồi, và đợt này thì có một cái phiên bản rất chi là tiết kiệm, một cái mức giá rất tốt để gửi đến cho toàn thể quý anh em với một cái mức giá. Cái phiên bản NB này đó chính là 5 triệu 8 các bác nhá, 5 triệu 8 về phiên bản này đấy, mạ vàng hồng. Con này thì em vừa nhớ giá ra đấy, tại vì con này nhập vào thì đợt em order về cũng khá là nhiều mẫu đấy, cho nên là bây giờ mới nhớ giá là 5 triệu 8 đấy. Và phiên bản màu trắng ở đây, vỏ trắng này thì là 5 triệu 6 các bác nhá, không mạ vàng hồng thì là 5 triệu 6. Rồi chúng ta sẽ đi đến với cái thiết kế phiên bản này. Đó, em sẽ đi đến review chi tiết cho bác là một chiếc nhá, còn chiếc còn lại thì nó cũng thông số y chang nhau, không khác gì cả. Chúng ta sẽ có là thiết kế phiên bản này nó sẽ có chi tiết là phần lộ cơ này. Đầu tiên là có cái chi tiết khá là trẻ trung trên mặt dial, đó chính là phần lộ cơ open hood để lộ ra cái skeleton trên mặt dial. Rồi chúng ta sẽ có thiết kế của hai chân kim chính là kim giờ và kim phút này. Đấy, kim giờ là kim ngắn nhá, kim phút là kim dài. Chúng ta sẽ có là sub dial dây đấy, được đặt ở hướng góc 4 giờ rưỡi. Ở đây góc 9 giờ sẽ là kim GMT, kim 24 giờ. Rồi chúng ta sẽ có là các phần kim cọc là kim cọc giờ kẻ vạch nhá, và ở đây sẽ được mạ vàng hồng đấy, toàn bộ cái phần kim cọc các bác có thể thấy này, kể cả cái viền sắp đều nó cũng được mạ các bác nhá. Và chúng ta sẽ có là một cái viền anturi bên ngoài có những cọc chỉ phút này đấy, được đánh số tự nhiên cũng là kẻ chỉ vạch đấy, đan xen nhau rất chi là đẹp nhá, với một cái thiết kế rất là hài hòa. Rồi ở đây chúng ta sẽ có là phiên bản Made in Japan, bản nhật nội địa. Và với những phiên bản này thì gần như là các bác nếu như săn được bản nhật nội địa thì cũng khá là ít, tại vì trên thị trường để mà nói kiếm được những phiên bản hàng mới, hàng nay new mà giá tiết kiệm ấy, đấy, những phiên bản này ngày trước em cũng đang bán là đâu đấy tầm 6 triệu 8 đấy, 6 triệu 8, gần 7 triệu, có một thời điểm bán tầm 7 triệu 2 cơ đó. Nhưng mà đợt này thì đang có một cái mức giá rất tốt cho một phiên bản hàng lướt đấy, hàng gần như là hàng trưng bày thanh lý ấy các bác ạ. Còn nguyên dây này đó, còn nguyên dây nhá đó, và ở đây cũng gần như là không có, rất là ít vết xước đấy, hàng trưng bày mà. Đây các bác có thể thấy gần như không có dấu hiệu sử dụng nha các bác nhá. Rồi ở đây chúng ta sẽ có là mặt kính của phiên bản này, chính là kính sapphire nguyên khối, một cái mặt kính chống trời chống sức tuyệt đối. Nhiều thương hiệu của Nhật trong cái tầm giá này chưa có kính sapphire, cho nên là đây là một trong những ưu thế rất lớn của chiếc đồng hồ này. Rồi ở đây chúng ta sẽ có là những chi tiết mạ vàng hồng, và đặc biệt hơn này các bác nhìn này, cái phần bộ dây ấy nó sẽ được phay xước. Thông thường anh em nhìn vào ấy thì nó sẽ không có cái những cái điểm nhấn, các bác có thể thấy những điểm nhấn màu đen như này đấy, nhìn theo một cái góc độ ở đấy nó sẽ là màu đen đúng không ạ? Đó, nhưng không phải đâu, nó là mạ vàng hồng luôn các bác nhá. Nó phay bóng và mạ vàng hồng đó, tại điểm nhấn rất chi tiết nhá, trên phần bộ dây rất chi là đẹp. Chúng ta sẽ có là khóa bấm đến từ thương hiệu Citizen này đó, một cái khóa bấm. Rồi ở đây phần đáy của chiếc đồng hồ này có những ghi những thông tin của nhà sản xuất như là Made in Japan này, rồi đầu máy 4197. Thì với cỗ máy 4197 thì chúng ta sẽ có là lên có tay rồi dừng kim dây khi chỉnh giờ, nên là anh em thoải mái sử dụng nhé. Rồi ở đây chúng ta sẽ có là số serial number này, đó chứng nhận sapphire này, stainless steel Citizen này, water system là 13/100 m nước. Với thông số này thì anh em có thể thoải mái đi mưa rửa tay, hoặc là tắm rửa cũng có thể là bơi lội. Đó, đây là một trong những cái độ chống nước khá là an toàn khi mà anh em làm tất cả những sinh hoạt trên. Rồi chúng ta sẽ có ở đây một cái mức giá là 5 triệu 8 cho phiên bản này. Và với chiếc đồng hồ này thì có kích thước xe mặt cũng rất dễ đeo. Ở đây để em một chút nha các bác nhé, đây em sẽ đo cho bác xem.
Và kích thước xe mặt của phiên bản này đó chính là 39.7 tầm gần 40, thì sẽ phù hợp với cổ tay của anh em trên dưới 16 anh em đây. Những phiên bản này rất chi hợp lý. Đây các bác có thể thấy đối với cổ tay của em Trương đây, cổ tay 16 nhá, đeo cho mình phiên bản này cực kỳ là đẹp này. Đấy, với kích thước xe mặt chỉ có là 40 đó, thì với cổ tay của em Trương thì đeo thoải mái rồi. Đó, cổ tay 16 rất là tròn trịa, đeo rất chi là đẹp nha các bác nhá. Đó, và đặc biệt hơn thì màu da của anh em cũng là một trong những cái yếu tố mà khá là quan trọng. Ví dụ như là anh em làm dân văn phòng ấy thì nhiều anh em da sẽ sáng, và đeo cái phiên bản màu mặt đen này thì nó sẽ mang lại một cái sự tương phản và rất chi là đẹp. Đó, cho nên là anh em có thể cân đối, hoặc là những anh em nào đã thích rồi ấy, thì mình không cần phải suy nghĩ nữa. Đó, mức giá này là mức giá rất là tốt để gửi đến toàn thể của anh em rồi. Đó, đây là cái mẫu sản phẩm đầu tiên nhá. Cái phiên bản này thì chúng ta sẽ có màu trắng, vỏ trắng ấy, màu vỏ trắng ha. Và phiên bản này thì nó sẽ là cũng là màu đen này. Còn lại thì tất cả những phần này nó sẽ là màu 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 được làm với màu thép. Đấy, màu thép và vỏ trắng. Về cái phiên bản này thì chúng ta sẽ đi lướt qua thiết kế nhá. Màu trắng này thì nó sẽ trông nó khỏe hơn, nó điềm đạm hơn, nó không có những chi tiết mạ vàng hồng. Đó thì chúng ta có thể đây, chúng ta có thể theo đuổi phong cách này, nó khá là giản dị thôi. Đấy, nhưng mà trông các bác có thể thấy này, một cái mặt đeo màu đen, đó dạng piano rất chi là đẹp trên mặt đeo nhá. Đó, đen bóng rất đẹp, chi tiết skeleton trên mặt đeo đấy rất chi là đẹp nha các bác nhá. Đây phần đáy đây, phiên bản này chiếc đồng hồ này cũng là hàng trưng bày thanh lý nha các bác nhá, còn rất là mới. Đó, cũng có những thông tin như cái chiếc đồng hồ kia thôi, không khác gì cả. Đấy, em soi đáy cho bác xem. Đó, và mức giá của phiên bản này chỉ có là 5 triệu 6 thôi. Đấy, 5 triệu 6 cho phiên bản này. Anh em nào quan tâm về hai mẫu sản phẩm này thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với em qua số hotline nhé, 0969 73 822, để em tư vấn chụp cho các bác hai cái mẫu sản phẩm này. Cảm ơn các bác rất là nhiều vì đã ngồi đây quan tâm theo dõi. Ở lời cuối thì chúc các bác thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại các bác ở những chi video tiếp theo. Em xin chân thành cảm ơn.